Xin chào anh em đã đến với kênh review xe đổ 3 bánh. Hiện tại thì Huy đang có mặt tại Aeon Tân Phú. Và ngày hôm nay Huy sẽ mang đến cho anh em một chiếc Honda Way 2018, độ theo đúng style sinh viên mới ra trường anh em. Những món đồ chơi rất là bình thường thôi, nhưng mà đây là tâm huyết, đây là đam mê của những người mới chơi xe độ. Cho nên là em ấy là thành tài từ dưới Tiền Giang chạy lên đây để cho Huy review. Không lẽ nào hai bánh lại từ chối. Cho nên anh em đã muốn tiếp cận hai bánh thì Huy sẽ thay mặt cho hai bánh đón nhận tất cả những bản độ của anh em. Huy sẽ không cố gắng không phân biệt là những bản độ gì quá đỉnh mới review và những bản độ quá bình thường thì không. Huy sẽ cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó. Đối với những bản độ mà bình thường, những bản độ đúng chất style sinh viên thì Huy sẽ cố gắng chia sẻ cho anh em những gì mà Huy biết, những cái gì mà những món đồ chơi mà chúng ta không nên gắn, hoặc là chúng ta nên gắn những món đồ chơi mang lại giá trị như thế nào, hiệu năng ra sao. Ok, và quay trở lại vấn đề thì anh em sẽ thấy đây là con Way 2018. Nhìn cũng khá là keng đó anh em, dù là style sinh viên. Và trước khi bắt đầu video clip thì anh em đừng quên để lại cho Huy một like, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ tinh thần Huy về kiếp hai bánh. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Nếu như trên chiếc Honda Way nguyên thủy nó sẽ là sử dụng bóng halogen thì giờ đây đã được thay thế bằng bóng LED rồi anh em. Bởi đây Huy thấy bóng này là bóng đồ chơi đến từ hãng G-Pad và nó là LED 2 tầng. Và cái màu này là màu đen khói. Theo Huy nhớ không lầm thì giá của cái sản phẩm này là khoảng 950.000 đồng. Và hiện tại thì cũng đang được phân phối tại shop hai bánh. Nếu anh em có muốn tham khảo chi tiết về cái sản phẩm này thì Huy sẽ chèn lên phía dưới cái sản phẩm này ha, để cho anh em có tiện tham khảo hơn. Và quay trở lại vấn đề thì anh em sẽ thấy là thiết kế khi mà gắn vào rất là ngầu. Và đặc biệt gắn vào là như zin, không cần chế bất kỳ chi tiết nào. Và tất nhiên ánh sáng mang lại nó sẽ tốt hơn, nó sẽ bám đường hiệu quả hơn, bởi vì nó là ánh sáng LED cực kỳ sáng luôn anh em. Đặc biệt là đối với những anh em rất thích đi phượt này nọ nè, hoặc nhà ở nơi mà bóng tối, không có ánh sáng đèn đường nhiều, thì mai lên cái này là rất là hợp lý luôn. Và nó tăng cái độ thẩm mỹ cho chiếc xe đó, nhìn rất là đẹp. Và ở đây thì anh em có thấy thêm một cụm thắng đồ chơi kiểu Rambo phiên bản RCS Costa Costa. Ở đây thì cái giá cái cùm này thì khoảng 1,4 triệu mà thôi, chủ xe chia sẻ với Huy. Và thật sự thì những cái món đồ chơi theo mẫu Rambo đang dần hoàn thiện hơn cái vẻ đẹp của mình bằng cách là mộc như hàng riêu. Tuy nhiên thì sẽ có những cái độ chưa gọi là sắc sảo, chúng ta có thể nhận ra được đâu là hàng riêu và đâu là hàng mộc. Và cá nhân Huy thật sự khi bóp vào cảm nhận nó vẫn có độ êm dịu, dù nó chỉ là hàng mộc thôi. Tuy nhiên thì không chắc là do mình là người thích sử dụng những món đồ real, cho nên là mình cũng không có cảm xúc nhiều với cái món đồ mộc anh em. Nhưng mà anh em phải hiểu là nó là đang là style sinh viên, thì cho nên là cái chuyện mà có những cái món đồ này cũng là bình thường thôi. Và chắc chắn là trong thời gian tới, thời gian dài, sau khi tài chơi cảm nhận hơn thì em ấy sẽ có quyết định hơn cho mình về những món đồ chơi real để mang lại cái độ đẳng cấp cho xe cũng như là hiệu năng cho chiếc xe mà khi chúng ta kiểm soát phanh. Và ống dầu đây thì ống dầu trong suốt, thu gọn lại đừng có cho nó quá rườm rà. Và tất nhiên lên cái cụm này phải hy sinh rồi, khoét. Anh em sẽ thấy là khoét cái phần đèn xi nhan, cái chóa ngoài nè, nó bể luôn rồi. Như vậy là rửa xe này nọ nếu không cẩn thận là rất là dễ vô nước nè anh em. Đó, thấy chưa? Cái tai hại của lên cụm đồ chơi. Nhưng mà hy sinh đam mê thì phải chịu thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy được một cụm tăng domino. Tai thì là tai mộc nhưng cụm là cụm real nha anh em. Và cùm này có giá là khoảng 1,800,000. Cái giá Huy báo cho anh em chỉ là giá tham khảo thôi. Còn nếu anh em nào muốn tìm hiểu chi tiết thì anh em phải tìm hiểu giá nha. Nó sẽ có sự chênh lệch. Và cái cùm tăng này sẽ giúp cho hành trình ga sẽ rút ngắn hơn. Việc đó thì xe sẽ gia tốc nhanh hơn rất nhiều. Và nếu như cùm này là hai ống ga domino thì ở đây Huy thấy chỉ còn có một ống ga thôi. Và đây là dây ga domino thấy nè. Đó, rất là đẹp, màu đỏ làm điểm nhấn. Và bao tay là bao tay Daytona, cái thiết kế kiểu như cái bao tay của Thanh Kiếm Nhật vậy anh em, đúng với cái tên gọi là Daytona luôn. Cũng vài xị cho cặp bao tay này, chạm vào thì rất là êm ái. Và gù ngoài thì gù kiểu Salaya ha. Rồi, một cái mà Huy muốn chia sẻ tiếp tục ở đây Huy thấy được đó chính là cái phần đồng hồ. Về cái phần đồng hồ thì cái đồng hồ zin trên chiếc Way á, phải nói dùng từ là chán, rất là chán, nó là analog. Nhưng bây giờ thì em ấy đã mang một cái hơi gió mới cho chiếc Way của mình. Đó chính là sử dụng đồng hồ của đồ chơi, đồng hồ đồ chơi nhưng mà dạng LED.
Và bây giờ Huy sẽ bật lên thử cho anh em, gắn cái đồng hồ như zin và giá cái đồng hồ này khoảng 1 triệu đồng. Đó, bật lên. Nhìn nó công nghệ quá. Đó. Nhảy số, giờ đang nhảy số nè. Và đồng hồ này Huy thấy được là hiển thị mức xăng, rồi km chúng ta đi được, rồi vận tốc đi được. Đó, nhiều chức năng ở trên này lắm, Huy cũng không rành nữa. Nhưng mà hiện tại Huy thấy như vậy thôi. Và nhìn nó rất là công nghệ, nhìn nó rất là hiện đại, và tạo một cái cảm giác mới hơn khi chúng ta nhìn vào đồng hồ, sự phấn khích hơn cho chúng ta. Đó, rất là đẹp. Cái viền xanh nè, nhìn như mấy cái đồng hồ ngoài vũ trụ vậy đó. Cảm giác như là vậy. Và cuối cùng đó chính là cái rổ mẹ đi chợ, một chiếc quay sinh viên. Thì tất nhiên thì đúng là sinh viên mà anh em, thì cái rổ mẹ đi chợ là không thể thiếu được. Đi chợ mua đồ cho mẹ này nọ, mẹ thương mẹ cho tiền. Cho tiền mình không ăn, mình để dành thì đổ xe. Đó, chắc chắn là như vậy. Và cái điều mà Huy thấy á, đó chính là cái kiểu như mà giống như Huy hồi xưa, giống như là gắn cái đồ chơi nào đó, tháo cái đồ zin ra xong đem đi bán. Thì ở đây cũng như vậy. Thật sự á, chiếc quay này á sẽ có những cái bát gắn để mà có thể gắn được cái lực, cái gỗ này, chứ không cần phải hy sinh khoét cái vàng áo. Bây giờ khoét vàng áo mà tháo cái gỗ ra đó, coi như cái áo vàng áo dục luôn, cái mặt nạ này dục luôn rồi. Khoét ba cái lỗ luôn mới gắn được cái rổ này. Thật sự là những cái bản review trước, bản độ trước thì Huy cũng có giới thiệu, chia sẻ cho anh em về cái bát bắt dưới đây nè, có thể bắt gắn được cái gỗ, rất là tiện ích luôn. Thôi kệ, chơi trải nghiệm thì mới có được kinh nghiệm. Rồi bây giờ sẽ nói tiếp dàn chân đi ha. Nhìn vào những chiếc quay độ như thế này, những style sinh viên như thế này làm Huy nhớ tới Huy. Ai thì cũng có một thời quá khứ hết anh em, cho nên là cho dù bây giờ xe Huy có sử dụng đồ reel đi nữa, hoặc cá nhân Huy thích chơi đồ reel đi nữa, và khi nhìn những món đồ chơi như chiếc quay này, có những đồ một một hay sau đi nữa, thì Huy cũng không có cảm giác gì gọi là khó diễn tả anh hiểu quá, có nhiều là kiểu là xa lánh gì đó. Và sẽ nhiều anh em nói là ồ tại sao cái trang Hai Bánh, cái kênh YouTube của Hai Bánh lại review những chiếc quay như thế này. Huy xin nhấn lại một lần nữa để Huy có thể chia sẻ được cho những người mới chơi, những người họ mới trải nghiệm những cách độ khác nhau, thì chắc chắn là họ sẽ cũng tương tự như vậy dù họ có tiền đi nữa. Tại vì họ chưa biết lên thế nào cho hợp lý chiếc xe của mình, cho nên là Huy muốn chia sẻ nhiều hơn. Và đôi lúc thì những cái món đồ chơi nào mà Huy thấy gắn lên xe không hợp lý thì Huy sẽ cũng nói thẳng luôn, nói như vậy để cho những anh em có thể rút kinh nghiệm được, và những người sắp chuẩn bị lên món đồ chơi đó có thể suy nghĩ lại được, à mình có nên lên hay không. Và quay trở lại vấn đề thì anh em sẽ thấy được cái dàn chân này dù là style sinh viên nhưng cũng cố gắng lên một cái mâm xin si K7. Và nói xin si K7 là cho vui thôi, thật sự nó là mâm nhôm đúc, sau đó được sơn lên và phủ một lớp bóng thật là bóng để nhìn tựa như mẫu mâm xin si. Và thiết kế là 5 cây, chúng ta có thể phân biệt được nói Racing Boy 5 cây đứng hoặc là mâm G Sport 5 cây đứng. Là ở đây K7 nó sẽ có đặc trưng riêng là nó sẽ có những cái lỗ nhìn xuyên tường, có thể qua lú qua đường bên kia luôn, cái lỗ trên cây mâm đây. Và cái mâm này á thì thật sự thì Huy cũng review nhiều rồi, nhưng mà chiếc quay này lên cái mâm này mà đi một đĩa phía sau đùm là lần đầu tiên Huy review. Và nó theo Huy tìm hiểu được biết á là nó của Ed 135 đời 2010, cái đời mà một đĩa anh em, hoặc là của Sigurd nè, đó một đĩa. Và để gắn vô quay này tất nhiên là phải chế cái gì, chế cục canh, chế lại mắt độc, rồi chế cốc này nọ, nhiều thứ lắm, nói chung là chế nhiều thứ cho nó lắm, tiền chế cũng hết vài xị nữa để gắn được hoàn chỉnh. Và một xíu này Huy sẽ chia sẻ thêm cái mâm phía sau sẽ chế những cái gì để gắn được cho con quay này. Thì quay trở lại vấn đề về hệ thống phanh, thì phanh đây Huy thấy là sử dụng là đĩa gaffer KTM đi kèm là một lồng nhôm xin si. Bởi vì cái đĩa này á nó 2, 4, 6 lỗ đĩa lận, mà cái đĩa, cái ốc mà bắt vô mâm trong cái chỗ vị trí đĩa thì chỉ có 4 lỗ thôi, tại vì nó của da dép của Yamaha mà, 4 lỗ ốc thôi, bắt buộc là phải có một cái lồng nhôm bên trong này để thông qua đó. Và đi kèm nó một con heo RPM. Con heo RPM thì thật sự thì anh em nó cũng là một cái làn gió mới cho những anh em muốn lên heo, tại vì cái thiết kế ngoài của nó nhìn rất sắc sảo và kiểu như billet vậy anh em. Và giá con heo này là gần 3 triệu đồng, nó đến từ thị trường Đài Loan. Tuy nhiên thì cái chất lượng của nó thì Huy cũng chưa đánh giá được, bởi vì Huy cũng chưa review con heo này bao giờ, và Huy cũng chưa nghe anh em chia sẻ cái trải nghiệm con heo này như thế nào.
Nhưng theo Huy biết được, cái thương hiệu RVM thì rất nổi tiếng trên thị trường Đài Loan. Và đặc biệt là những dòng phụt dành cho S135, 150, những cái dòng phụt dành cho Honda, Yamaha này nọ, từ xưa đến nay thì rất là nổi tiếng. Và nó có thể, những dòng phụt đó có thể áp dụng cho đường đua luôn. Cái độ nhúng nó cực kỳ êm ái và giá của nó không phải là dạng vừa đâu nha. Nếu mà một cây phụt 135 theo tôi nhớ không lầm RPM thì sẽ có giá là khoảng ngoài 3 triệu đồng. Còn nếu mà có bình dầu, có hai núm chỉnh thì nó sẽ rơi vào khoảng 8 triệu đồng. Còn quay với lại vấn đề con heo thì nếu mà anh em có những chia sẻ nào từng trải nghiệm về con heo này rồi thì anh em có thể đóng góp thêm để cho những người họ có ý định lên thì họ sẽ biết thêm thông tin bổ ích hơn ha. Thì tại vì RPM heo nó cũng nhiều thương hiệu lắm, ý lộn, nó nhiều mẫu mã lắm. Nói RPM bây giờ anh em search Google RPM mới ra một nùi heo RPM luôn. Mỗi mẫu mã là mỗi thiết kế khác nhau rồi nọ, nói chung là đẹp lắm. Nhưng mà cái mẫu này tôi thấy chuẩn, chuẩn ở đây tôi thấy cái nếu mình nhìn thoáng qua thì nó tựa như là con Rambo Billet 4 bít, hoặc là con Fando 4 bít, hoặc là con Ancho 4 bít. Đó, nó vậy đó. Và truyền tải dây dầu thì phải là dây này dây thái thôi. Và để gắn được con heo này phải qua một cái bát đĩa, cái bát heo chứ. Và cái bát này được tính toán canh chỉnh thế nào để mà khi mà quay bánh thì sẽ có độ nhẹ nhất có thể. Và tôi thấy toàn bộ chi tiết cũng cố gắng, chủ xe nè, học sinh mà cũng cố gắng trau chuốt toàn bộ bằng ốc titan RR5 đi kèm là những ốc Salaya đó, rất là đẹp. Và mâm này thì hồi nãy Huy chia sẻ thêm, mâm này là trước là 1.4 và sau sẽ là 1.6 nha anh em. Rồi thì bánh trước chỉ có vậy thôi, đơn giản thôi, style sinh viên mà, nên là Huy chia sẻ thì cũng mong anh em là đón nhận, bởi vì ai cũng có một thời hết á. Và khi cá nhân Huy nhìn vào phía sau này có nhiều thứ, nhiều điểm mà chi tiết Huy chưa có ưng ý cho lắm. Nói về phần lốc máy đi, thật sự thì nếu mà khi đã lên clip của hai bánh thì nếu mà Huy á, Huy muốn là cái lốc máy á, phải có điểm nhấn. Dàn chân quá đẹp rồi nhưng mà ở giữa á, nó lại quá tối, bằng dàn ốc Salaya hoặc là dàn ốc Titan R5 nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cable. Cable khi mà em ấy chia sẻ Huy á, thì em ấy muốn có sự phá cách. Còn cable này là bô của Honda Black gắn qua. Và tất nhiên khi gắn thì phải làm lại cái cổ mới gắn được. Và cái cổ em ấy cũng lên cổ Titan rồi, nhìn cũng khá là đẹp mắt. Tuy nhiên Huy thấy nó không hợp cho lắm, bởi cái bô nó màu đen, đen thui à. Rồi cái dàn chân cũng đen thui à, cho nên là bây giờ nguyên cái dàn chân nó đen thui à. Còn nếu mà cá nhân Huy, Huy vẫn muốn sử dụng cái bô jean, nó sẽ đẹp hơn, cái vỉ nó sáng bóng, nó rất là đẹp. Đó, đó là theo cá nhân Huy thôi, cái lon bô cũng sáng bóng. Nhưng em ấy nói cái bô này á, nghe âm thanh rất là hay, nó ấm hơn. Để hồi Huy test thử cho anh em nghe, để coi coi cảm nhận của anh em như thế nào. Quay trở lại vấn đề, thì hồi nãy Huy chia sẻ anh em đó, đây là con quay 2018, quay mới. Cho nên là cái vị trí mà để gác chân nó sẽ nằm ở phía trên này. Còn những con quay mà thế hệ trước đó thì vị trí giò gà sẽ nằm ở dưới đây. Và Huy thì một lần nữa Huy vẫn thích con quay đời cũ hơn, là để vị trí gác chân dưới đây nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, đó là quay mới, nhà sản xuất ta thiết kế sao vậy rồi. Mình đâu có muốn được, muốn thì mua quay cũ dọn thôi. Và ở đây thì Huy thấy cũng đã lên cây phụt ISS rồi. Và cây phụt này là có bình dầu liền. Để gắn được cho con quay này thì bắt buộc phải khoét. Lý do có cái bình dầu liền ở đây, không khoét nó sẽ cạ. Nó cạ thì chắc chắn là bình dầu nó sẽ chày. Và ở đây tôi thấy bình dầu cũng có những vị trí chày nè. Đó. Và việc trang bị phụ XS thì nó sẽ giúp cho cái độ nhúng nảy cực kỳ êm ái hơn. Và nó là cũng một trong những thương hiệu tầm trung. XS nè, Racing Boy nè, Red Leo nè. Đó, nhiều thương hiệu lắm. Và những thương hiệu đó dù nói là tầm trung, nhưng cái chất lượng mang lại phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Tuyệt vời hơn so với Jin là 100%. Nói như vậy, cái tay phụt này nó cứng hơn Jin, cái lò xo nó cứng hơn Jin, cái gì nó cũng ngon hơn Jin. Lần đầu tiên mà nói về đồ chơi mà nó lại ngon hơn Jin. Thường thường ta nói đồ Jin lúc nào cũng ngon hơn đồ chơi, nhưng thật sự những thương hiệu phụt này nó sẽ ngon hơn Jin. Và bánh thì Huy quay thử rất là nhẹ. Huy báo giá phụt cho ta, phụt cái phụt này là gần 3 triệu đồng nha anh em. Và phụt này hiện tại thì shop hai bánh cũng đang có bán. Giá thì giá hồi nãy nói giá rồi mà. Sau khi bánh này có bán nên là anh em muốn tham khảo phụt này thì Huy có thể chèn link phía bên dưới sản phẩm này để anh em tham khảo ha. Rất là đẹp, nhìn nó cứng cáp chiếc xe. Rồi, giờ thì quay cái bánh, hồi nãy quay rồi nè. Cái bánh này thì cảm giác Huy quay thì rất là nhẹ, nhưng sẽ nhiều anh em nói gắn như Jin cũng không gắn như Jin. Ở đây thì sử dụng cái má đùm với cái càng thắng của Sigurd để tháp qua, phải chế lại nữa. Chứ tại vì nó đâu có dùng cái má đùm của con quay được đâu anh em, nó không có giống nhau.
quay bánh rất là nhẹ luôn. Và mâm này thật sự Quy đánh giá là rất là đẹp, bởi vì nó có mức giá 7 triệu đồng, đẹp hơn so với những phiên bản trước đó. Quy cũng làm mâm G-Sport rồi. G-Sport á, nó không có cái độ bóng, cái độ sắc sảo của nó không bằng mâm K7 được. Bởi Quy thấy nhiều anh em chơi mâm K7 như vậy. Và ở đâu, ở đây Oppo này nọ, những chi tiết thì em ấy cũng lên ốc Titan hết rồi, dành cho đẹp hơn. Và chiếc quay này thì bây giờ Quy thấy cũng chỉ vậy thôi. Hết rồi, hết gì để chia sẻ rồi. Thôi giờ test vô và chào cuối nha. Và bây giờ Huy sẽ cho anh em nghe tiếng bô thử ha. Đó thì em ấy nói là cái bô của quay Black thì gắn vào trong quay này nó sẽ ấm hơn. Nhưng mà cá nhân Huy nghe thì thật sự nó có độ ấm, nó có độ lực hơn. Do cái lon á, cái miệng nè, nó thoáng hơn so với cái bô zin. Còn khi chảy thì Huy chưa biết nó như thế nào, cũng khá ấm đó anh em. Ok, thì như vậy thì cũng đã kết thúc buổi review xe độ ngày hôm nay. Và thật sự thì Huy cũng cảm ơn Thành Tài đã cùng anh em lặn lội từ dưới Tiền Giang lên đây để cho Huy mượn con xe này review gửi đến anh em. Và đi quay thì chứ một chiếc xe thôi, nhưng mà Tài kéo thêm bè lũ lại một nồi luôn anh em. Bởi vì chơi xe có anh em chơi chung nó vui lắm. Nhưng mà cũng tranh thủ rút thôi để ngồi mất công cảnh sát lại này nọ, phiền phức lắm. Tại cũng đây là khu dân cư. Và một lần nữa thì nếu anh em có đóng góp ý kiến về bản đồ này thì anh em cứ comment thật lịch sự phía bên dưới. Và đừng quên để lại cho Huy một like, subscribe và nhấn chuông để Huy có động lực thêm thực hiện video khác. Và những bản đồ thế này thì nó Huy cũng xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chứ nó chỉ là tầm trung mà thôi. Và Huy chia sẻ cái bản đồ này chủ yếu là để cho anh em mới chơi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn để chọn lựa những cái món nào cần lên và những món nào không cần lên. Mong là được anh em đón nhận hơn ha. Bye bye anh em.